Dạ em tên Sam, em xin chào anh chị nha. Hiện tại Sam đang có mặt tại xã Long Khánh của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, để quay giới thiệu đến anh chị một ngôi nhà vườn có tổng diện tích là 1.761 m². Trước tiên để xem mau giới thiệu sơ lược về con đường và hướng đi nha. Hướng trên màn hình anh chị đang nhìn là hướng về đường tỉnh lộ 868, khoảng cách từ ngay vị trí đất mình về tới tỉnh lộ 868 là hướng này nha, là khoảng 500 m là tới. Nếu vô đó mình rẽ về bên phải mình về đường quốc lộ 1A. Còn nếu mình rẽ bên trái thì mình ra đường tỉnh lộ 864 nha. Còn hướng ngược lại, hướng ngược lại là mình đi về đường huyện lộ 35. Khoảng cách từ đây mà ra đường huyện lộ 35 khoảng 800 m nha. Mình chạy hoài xuống đụng một cái ngã ba. Nếu mình rẽ mé bên phải là mình đi ra đường huyện 35. Còn nếu mình rẽ trái mình dẫn vô đường quốc lộ 1A được nha. Đây, tính từ cái vị trí ngay đây có gào được sẵn luôn nha anh chị, mà đi ngang qua là 30 m. Và cái cạnh đây đứng từ phía mặt tiền nhìn vô, cạnh này là cạnh mé bên trái nha, là mình đi thẳng vô đó là 55 m. Phía sau hậu của mình là 32 m. Đó, phía sau là mình nở hậu nha anh chị, nở hậu ra 2 m. Đó là đây là trước đất mình thì cũng có con kinh nhỏ, kinh tiêu đi. Đó, mình đi dài xuống dưới đây. Ngay đây có khúc đan còn nhỏ nha anh chị. Nhưng mà con đường này đường thông, thời gian sau có thể nhà nước sẽ mở ra. Cái mía ganh của mình, cái mía ganh ngay chỗ này vậy? Tinh bờ ha. Dạ. Mía ganh của mình là ngay cái tinh bờ của mình nha. Với xẻo là của bên phía hộ bên đây. Mình thẳng vô, cái cạnh bên đây là 57 m. Trong đất mình có trồng sầu riêng nha. Cái điểm yếu của đất mình là trong đất mình hiện tại thì có một ngôi mộ. Nhưng mà chú chủ đất nói thanh minh của năm 2023 chủ sẽ giờ đi luôn nha. Đó, ở đây thì có tầng bưởi da xanh rất tốt luôn. Sổ mình hiện tại là đang là sổ cũ nha anh chị. Sổ cũ thì để xã Long Khánh của huyện Cai Lậy. Nhưng mà hiện tại thì huyện Cai Lậy, bây giờ xã Long Khánh thuộc thị xã Cai Lậy rồi chứ không còn huyện Cai Lậy nữa nha anh chị. Cho nên nếu anh chị nào cần em gửi sổ thì mình thấy trong sổ thì để là huyện Cai Lậy, nhưng thực tế là thị xã rồi nha anh chị. Là của huyện. Đúng rồi, bên đó là cái ganh. Dự án mở 4 m luôn nha, lầu liên ganh. Đúng rồi, dự án tại vì ngay đường độ này dự án đổ 4 m tại vì kinh doanh mà. Dạ. Kinh doanh giữa thị xã với huyện mà đất. Dạ. Đất thị xã. Rồi. Chủ đất chú nói là con lộ này là có dự án mở 4 m. Nhưng rồi. Mà dự án thì không biết chừng nào mở, nhưng mà hiện tại thì đường mình đang đó, cái phản này á. Nó cái phản này á thì cũng rộng nha, lên cái phản tên kia thì hơi hẹp một tí. Nhưng mà sau này nếu mà nhà nước có móc. Dạ dạ. Rồi hiện tại là chú kêu giá là 650 triệu. Giá này chú có bao giấy tờ không chú? Bao giấy tờ luôn. Rồi nếu anh chị nào nghe chú chủ đất báo rồi nha, giá là 650 triệu trên 1.000 m², chú sẽ bao giấy tờ cho mình. Đó, ngôi nhà mình thì
cũng còn được, nhưng mà xuống cấp rồi, nhưng mà anh chị nào về sửa sang lại nha. Không có, cái tôn nó bị dọt ngoài hàng ba, cỏ tôm có. Rồi. Đó. Đây là bên trong của ngôi nhà mình. Ở dưới thì có lót gạch rồi, còn trường thì tô rồi, nhưng mà chưa có ốp gạch nha anh chị. Nó cũng một ngôi nhà vừa vừa ha, chứ... Còn đây là hướng mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình xây về hướng Đông Nam. Cho anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Cái tổng diện tích đất mình là 1.761 m², trong đó có 300 m² thổ cư. Đặc biệt là mình có 300 m² thổ cư nha anh chị. Hiện tại là chú chủ nhà kêu giá là 650 triệu trên 1.000 m². Tính từ vị trí đất mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi là 40 phút, khoảng cách của nó là 30 km. Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh ha, em lấy điểm là bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà mình về tới đây, thời gian đi là 1:31, khoảng cách của nó là 79 km. Bây giờ có đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, anh chị đi ở Sài Gòn về đi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, sau đó đi Trung Lương Mỹ Thuận tới ngay cái thị xã của Cai Lậy, anh chị sẽ rẽ xuống ha, rồi mình chạy ra khoảng 5 cây số là tới cái ngôi nhà vườn của mình. Nó ở đây là cái phòng phía sau. Đó, đây là chú cũng có nuôi gà, trang trại nuôi gà. Rồi phía sau mình thì có một cái ao cá. Đó, sau này anh chị về vét cái mương này lại nha, rồi mình nuôi, mình làm cái nhà thủy tạ dưới đây. Ở đây chú chủ đất cũng đã kéo đường ống nước để tưới tiêu đầy đủ hết luôn nha anh chị. Anh chị nào lần đầu ghé xem kinh mua bán Tiền Giang cũng nên nhấn đăng ký và bấm chuông thông báo. Kinh mua bán Tiền Giang sẽ tìm đất vườn, nhà vườn giá rẻ tại Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị. Nếu mà anh chị nào xem được thì anh chị có thể alo cho xem sẽ dẫn anh chị đến xem đất, xem nhà, rồi gặp chủ nhà, thương lượng gì giá cả gì đó ha. Còn nếu anh chị nào mà muốn bán sản phẩm của mình, chẳng hạn như đất vườn, nhà vườn ở khu vực huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, huyện Tân Phước, huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho, thì có thể gọi cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ dẫn anh chị đến, xem sẽ đến quay giới thiệu lên cho mọi người. Nếu mà mọi người ai mà mua được thì mua ha. Đó, giờ để em giới thiệu tiếp cái phần giới thiệu trong đất mình. Đất mình bên đó còn một cái hướng mặt tiền nhỏ đi vô nhà người ta, phía bên hàng rào coi đó nha. Nó trong đất mình hiện trạng là trồng một số cây sầu riêng, một số cây nhỏ và một số cây cũng đã bự rồi. Như chẳng hạn như cây này thì nó cũng nhiều năm tuổi rồi. Ngang theo mặt tiền của mình là 30 m. Phía sau nở hậu là 32 m. Cạnh mé bên trái tính mặt tiền nhìn vô
là 55 m, còn cạnh phía bên phải á thì 57 m. Hiện tại chú chủ kêu giá là 650 triệu trên 1000 m². Trong đó có 300 m² thổ cư nha anh chị. Giá 650 triệu. Chú sẽ bao giấy tờ cho mình. Tổng diện tích hết đất của mình á là 1761 m². Giá chỉ 650 triệu trên 1000 m², có 300 m² thổ cư luôn. Theo quan sát của xem á thì chỉ có phía trước là có một ngôi mộ mà chú chủ chú nói thanh minh của năm 2023 chú sẽ dời đi. Còn phía sau mình và xung quanh đây thì xem cũng không thấy ngôi mộ nào nữa hết nha. Nó tổng vườn mình phía bên đây thì cũng trồng mít nè. Rồi phía sau cũng trồng mít luôn. Đây thì mình có mấy cái ao cá nữa, anh chị về đây nuôi cá ha. Trồng rau muống nè. Sầu riêng này già cỗi rồi, cây này già. Đây chú nuôi gà. Gà này gà nồi. Đó, sầu riêng của mình không nhiều nha anh chị. Sầu riêng của mình khoảng chừng mười mấy gốc à. Trong đây thì mít thì nhiều. Còn mấy cây sầu riêng nhỏ này thì không tính đi, mới trồng đây à. Sau này chắc chú đổi mấy cây sầu riêng bự. Đúng, để trồng sầu riêng nhỏ à. Nó ngôi nhà mình thì không được đẹp lắm, nhưng mà anh chị vì sửa sang lại thì ở cũng vẫn được. Còn nếu anh chị muốn làm bự thì mình làm rộng ra nữa. Đó ha. Rồi em báo lại một cái nữa nha. Giá chỉ có 650 triệu trên 1000 m². Chủ bao giấy tờ cho mình. Hết đất mình thì có 1000 mấy à, 1700. Mà trong đó có 300 m² thổ cư. Rồi nếu anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí, địa chỉ xã Long Khánh của thị xã Cây Lậy thì liên hệ ngay cho xem nha. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem đất, rồi gặp chủ đất luôn. Đây cái mương này mình vét lại, mình nuôi cá gì đó, cá cảnh cá kiển gì cũng được. Thôi đến đây thì xem cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.